Ok, và hello tất cả mọi người nhé. Và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Hôm nay mình sẽ tiếp tục series con Island Quest nhé. Cái tập trước thì đang dở ở trong khu rừng. Đúng rồi. Thì là mình phải đi lại cái chỗ cáp treo này rồi. Nếu mời qua bên kia là mình bị rớt súng rồi đó. Rồi có một cái ông nó ông cứu mình. Thì chưa cho bạn nào chưa hiểu về series Island Quest đó, thì Island Quest là một nhà băng. Một nhà băng tới đây để nghỉ dưỡng. Nhưng mà tự nhiên là những cái sự kiện lạ, bị mấy một bà già mới đưa cái chìa khóa lạ để tới một cái căn hộ ở bên hồ á. Sau đó hai vợ chồng mới tới xong rồi đây thì nhân vật này nó muốn là nghỉ dưỡng thôi, nó không có muốn là làm việc. Nhưng mà bà vợ bả lại sắm cho nó một cái máy đánh máy để nó làm việc đó, cho nên nó hơi bực, nó bỏ nó đi ra ngoài. Nhưng mà bà vợ bị bắt và nhiều chuyện kỳ lạ nó xảy ra, nhiều biết con linh hồn này nè. Ok, thì bạn nào đang xem nhớ ủng hộ mình bằng cách bấm đăng ký nha. Mà ai bấm đăng ký rồi thì bấm vô cái chuông để nhận thông báo đi. Giờ ủng hộ mình để mình có thể làm ra nhiều sản phẩm khác hay hơn, hấp dẫn hơn như thế này nữa. That flashlight's kid stuff. The flares will keep the bastards away. Ông này ông nói là cái đèn pin chỉ là you can see them too? Đồ chơi thôi. Of course I see them. Come on, we gotta move. Why? Because that's còn the cái way the story goes. Mới là yeah, cái cách tốt move. Nhất để tiêu diệt những đám này. I lost my gun back there. Oh, I've got a gun. Just keep that light steady on him. It took a moment, but then I recognized him. He'd been on the ferry when I first arrived here with Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. Okay. Come on, wake! You better keep. Thằng nhân vật của mình bảo là thằng này có thể. À dạ. Không để rồi, tại sao lại không đánh thằng kia bắn? Thì thằng nhân vật của mình bảo là có thể là ông này là cái kẻ bắt cóc, nghĩa là còn đi xét ông này vô. Rồi vậy là phải phối hợp với nhau rồi. Này mình không có súng, mình chỉ có ple thôi. Ừ. Bắn nó đi. Bắn còn chưa hết rồi. Ôi rồi luôn. I see him. Come on, we gotta move. Why? Because that's the way the story goes. Yeah, but let's move. I lost my gun back there. Oh, I've got a gun. Just keep that light steady on him. It took a moment, but then I recognized him. He'd been on the ferry when I first arrived here with Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. Come on! Đằng trước chứ đằng sau luôn. Bắn nó đi chứ. Đằng sau lưng kìa trời. Làm việc chứ cái thằng này dở quá. Đây, Blair. Oh,
monster! Bắn nó đi. Đây nè. Cái thằng này bắn súng rất là dở nha. Use the flares from the emergency box to hold them off while I get these boards off. Give me the gun. Yeah, no can do, Wake. Are you kidding? Give me the gun. No time for back talk. Pull them off, damn it. Just a little longer. Scare them off. Get some light on those bastards. That'll keep them off us. Ôi, căng thẳng này đây. Bên kia nó lại phá. Nó lại phá cái cửa cho nên là cũng chẳng có súng. Just a little longer. I almost got it. Hey, it's open. Move it or lose it. Đi. Chạy trước đây. Nhưng mà tại sao cái thằng nhân vật của mình kêu là thằng đó là cái thằng bắt cóc? Mà tại sao cái thằng bắt cóc nó lại giúp mình chứ? Better get ready. They'll be on us soon. Follow the kidnap. Ok, tổng cộng có 6 cái flare. Last stand. There's more flares here. Get ready. We fight them as long as they keep coming. Lấy cái cặp này rồi chạy. Give me the goddamn gun. They're coming. That's not how this goes. Khi nào còn né được thì né. Khi nào cần dùng tới flare thì dùng. Sau lưng với lại một bên hông cầu. Này bắn súng rất là dở nha. Dễ ăn bánh. Nó làm mình xém chết mấy lần. Ôi. Cái vậy còn thằng bự nữa chứ. Rồi con bự nó đập cái nửa cây luôn. Cái thằng bự người kia. Ừ, đập nó đi. Rồi mấy thằng này chết rồi cho nên là kệ. Để cho nó xử thằng bự luôn. Nó đủ sức nó xử thằng bự rồi, khỏi lo. Ôi ơi, thôi anh ơi. Ôi. Rồi nó đánh trúng cái pha đầu diễn rồi. Where's my wife? I knew you were gonna say that. I read it all before. You're a hell of a writer. Congratulations. You're gonna bring about something glorious and terrible once we get you some proper editorial control. What the hell are you talking about? Where's Alice? I want the entire manuscript, or she's gonna suffer bad. You touch her. Cái đám này kiểu như là bắt cóc tống tiền rồi. Nhưng mà chỉ có không hiểu là tại sao nó lại có những cái hiện tượng siêu nhiên kỳ bí ở đây. Nhặt khẩu súng. Dạ, mình đã có súng.
Doctor, you'll be sorry. No! Come back here! I swear I'll kill you if you hurt Alice! Do you hear me? Come back here! He had Alice, and he wanted the manuscript because he thought it held some magical power. But I had no manuscript to give him. I had to get back to Barry and figure out my next move. Đi cái này là tốt nhất là cứ để xéo xéo nè. Thì thằng dân vật nó đi nó sẽ đỡ hơn. Cứ để, nếu mà mấy bạn mà để nó thẳng thì thằng dân vật nó dễ bị té. Bảy gấu đó hả? Một thằng mới chạy ngang qua đây. Chắc mình nghĩ là nó cũng dính bảy gấu rồi. Bảy gấu vậy. Từ cái bẫy đó mà nếu mà con gấu dậm lên là coi như là con gấu sẽ bị gãy chân luôn. Cái bẫy đó người ta thường dùng để săn gấu mà. Thôi anh ơi, thôi, oh. Cái này rất là khôn nhỉ. Nó vòng ra đằng sau lưng mình mà chứ nó không đứng trước cái ánh đèn. Trời, sai lầm rồi, sai lầm. Chạy. Nó chạy nhanh hơn mình. Thằng nhân vật của mình là do có mệt nữa. Ok. Không hiểu sao là cái tập này là mình ăn thành nữa. Chạy đường này để lên trên núi. Không đúng rồi. Ôi. Lạc trong rừng ấy. Ra đằng sau lưng nữa chứ. Cái này lại bỏ mạng rồi. Hơn quá.
Rồi mình bắt đầu lại khúc này nè. À đi đi lên cái cây này. Lúc nãy là do quán cái không khí ở đây này nó tối hôi rồi. Nên là bị quán. Ôi, buông. Tới được đây là mình sẽ nạp lại được máu. Pin thôi, pin thì mình không cần nhiều, cái mình cần là súng ở đây, súng săn luôn, không có 5 viên. Cái khẩu súng săn này bắn rất là lực nha. Tuy là bắn được mỗi viên một lần nhưng mà bắn rất là lực. I had heard the plane fall. It made no sense. It was clear that it had just fallen here, but it was very old and obviously hadn't flown in decades. Looking at it sent a shiver down my spine. Ok, có một cái máy bay rơi. Nghi là nhảy xuống đây là có thằng nào nó đứng dưới nó đợi sẵn. Ở dưới có anh đèo. Nói thiệt thì mình chơi con game này khá là dở luôn. Từ cái khả năng tránh né đến cái khả năng bắn súng. Đây có máy phát điện mà. Cái điều của mình là đi thẳng tiếp tục. Nếu mà nói thì cái map này khá là dài luôn á. Thang thang trong khu rừng.
Alien. Té các kiểu nữa. Kinh. Thì mình biết là mấy cái cục đó nếu mà mấy bạn dẫm lên nó chắc chắn sẽ mất máu. Cho nên là khúc này phải đi từ từ thôi. Có một bộ giấy thôi, không có cho đạn hay gì thôi. Đá cái này. Oh, cái này lên, sau đó nhảy lên đây. Bộ giấy. Hai cái player. Cà phê sau đó đi đâu? Mắc kẹt trong một căn phòng trống. Thấy rồi, mình thấy cái cầu thang. Cái tòa nhà này nó cũ quá này. Chuyển sang chúng ta. Chúng ta cho nên là bắn cái cự ly gần nó còn mạnh nữa. Ok, thêm đạn. Ngon. Cho nên là bắn mấy thằng bự nó rất là lực luôn á. Uy lực cao khỏi phải chê. Thêm một thằng bự nữa. À, dạ. Chữ quen quá rồi cho nên mới bị nó chặt một chặt. Thế như giờ nó ra nhiều thằng bự hơn nữa.
Curtis. Occupation. Mở cửa ra. Mấy cưa kiểu ghê. Súng săn rồi cho nên là cái uy lực mạnh lắm, một viên là chết rồi. Cái thằng đó có thể cho là xếp hàng đặc biệt đi, mấy hai viên. Còn mấy thằng nhỏ này xài súng lục được rồi. Khẩu lục đó, nhưng mà cái uy lực của khẩu lục đó bắn tầm gần rất là mạnh nha. Stay out of sight. I'm on my way. Don't open the door. What, am I crazy? Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on. Cái thằng Barry bị tấn công rồi. Rồi giờ phải chạy về nhà để I still had to reach Barry at the cab, but at least I was out of the woods. Cà phê kìa. Nói là mình sẽ cần rất là nhiều thứ. A story is not a machine that does. Thôi, em xin lỗi. Em xin lỗi vì làm phiền anh đang cái này nhà vệ sinh nữ mà. Characters have to be true to themselves. The events need to follow a logic that fits the story. A single flaw and the magic is gone. The story dies. Alice dies. Tại sao trong phòng vệ sinh nữ nó lại có hơi đạn được? Lái xe về nhà thôi. À, lái xe thì mình cũng có thể là tiêu diệt nó. Ủi mấy này mất lái lắm, dễ bị trượt bánh. Vậy không đúng đường này rồi. Ủa nó đập rồi xe. Mình bắt đầu đuổi rồi. Này nó chơi trơn cái thứ hai rồi, cái đám kia nó đuổi. Đây là cái con đường mà mình đi vô. Này, nếu như mà theo đúng thì mình sẽ đi cái đường này, chỉ cần né qua cái xe đang chặn ở trước.
này rất khó chạy, xe cũng bốc khói. Được nhẹ tí tí rồi là nó bắt đầu bị giật, giật bánh này. Bắt buộc lúc này mình phải đi bộ rồi. The flare gun was probably the best weapon I could imagine against the dark things I was facing. Em xin lỗi, em xin lỗi. Em không để ý. Em không thấy mấy anh. Cái này dở cái nha, nó thay súng rất là lâu. Kia đó hả? Thôi mình sẽ để dành tay gần đi. Cái này thì súng này đủ xử rồi. Chơi mà chơi ném thì có thằng bự. Tới nhà rồi nhưng mà mình nghĩ là không có an toàn đâu. It was the kidnapper. You son of a bitch, where's my wife? Enough horseplay, wake. You deliver the manuscript and you can have your woman back. Simple as that. I don't. Listen. Listen. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need a week. Not done. I need a week. 2 days. The old Bright Falls coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building, there at noon. You bring the manuscript, you'll get your wife. If not, well, get me. Yes, yes, I get you. Ôi, có quả cơ. Quả nó bay đầy trời. Giờ cái thằng mà bắt cóc nó hẹn. Nó hẹn là về cho mình 2 ngày để mang tiền tới đón con vợ. Có nhiều đồ vậy. Cái cho nhiều đồ là chắc chắn là nó kêu mình tiêu diệt hết cái đám quạ rồi. Ow! Ow! I am so glad you're here. A couple of them got in here before I blocked the chimney. This isn't normal. These birds are weird. Ôi ơi. Ok, mình phải tiêu diệt là tiêu diệt hết cái bầy quạ này nè. Nó bỏ đi một phần rồi. Chỉ cần nó lao vô mình là sẽ bật lên. Đùa, cái ánh sáng của tối sáng cũng chưa tắt nè. Thank you.
thấy phụ rất là nhiều. Đi hết rồi. Hey Al, I'm sorry for thinking you were having a psychotic episode, man. Ok, thì video này mình cũng dừng tại đây thôi nhé. Thì nếu mà bạn nào thấy hay, like và share thì sẽ giúp mình rất là nhiều á. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký nhé, vì một đăng ký nó miễn phí mà nó không tốn gì đâu. Đăng ký để ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye.